đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Chẳng cần xuất hiện cùng nhau, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn khiến fan ăn no cẩu lương vì hành động này. Netizen so sánh thái độ của Trần Triết Viễn và Tiêu Chiến trong sự kiện Tầm Nhìn Weibo vừa qua. Thái độ thế nào mà một người được khen một người lại bị chê? Tiêu Chiến, Vương Nhất Bắc, sâu cân ái khiến fan sốt sình sịch ngay trong ngày diễn ra đêm hội Weibo 2022. Đêm hội Tầm Nhìn Weibo Netizen Trung đã kết thúc, nhưng sự quan tâm của khán giả dành cho sự kiện này vẫn chưa hề kết thúc. Mới đây, cộng đồng Netizen bên Trung đang bàn tán với nhau về EQ của hai ngôi sao Trần Triết Viễn và Tiêu Chiến trong sự kiện này. Có thể thấy mỗi sự kiện lớn thường là cách tốt nhất để có thể soi ra được tính cách của một ngôi sao. Và đêm hội Tầm Nhìn Weibo cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt khi ban tổ chức sắp xếp các ngôi sao cùng lên sân khấu để nhận giải thưởng. Vì là sự kiện trực tiếp nên các ngôi sao tham dự sẽ không thể nào tập dượt được trước, vì vậy họ rất dễ bộc lộ tính cách và EQ thật của mình ra. Khi bốn diễn viên Dương Siêu Việt, Bạch Vũ Phàm, Trần Triết Viễn và Tề Tư Quân lên nhận giải thưởng diễn viên mới của năm, đàn chị Trương Mông đã lên trao tặng hoa cho họ. Rất nhiều người có thể nhìn thấy được động tác nhận hoa của các diễn viên. Nam chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu đã nhận hoa mà Trương Mông đưa tới bằng một tay, trong khi đó Bạch Vũ Phàm đã dùng hai tay để nhận hoa của đàn chị đưa cho mình. Đến khi phát biểu, Dương Siêu Việt là người phát biểu đầu tiên, và do vị trí của micro hơi thấp, khi cô đang gặp khó khăn để nói thì đột nhiên có người đã đưa tay ra giúp Dương Siêu Việt điều chỉnh lại micro. Khi cô nhìn qua thì đó chính là Tề Tư Quân đã giúp cô. Nhưng khi máy quay lia qua, mọi người có thể thấy được là giữa Tề Tư Quân và Dương Siêu Việt còn có Trần Triết Viễn đứng ở giữa, và anh chàng đã không hề có động thái gì giúp đỡ cho đồng nghiệp của mình. Sau đó netizen đã đề cập đến Tiêu Chiến, người duy nhất cúi đầu 90 độ đến hai lần là trước và sau khi nhận giải thưởng diễn viên biểu hiện tốt của năm. Anh cũng là người duy nhất cúi đầu chào những người ngồi phía dưới để cảm ơn. Từ đó có thể thấy được thái độ khác biệt của hai ngôi sao nam này thông qua một sự kiện trực tiếp. Ngoài dành lời khen ngợi cho Tiêu Chiến, dù hiện giờ anh đã trở thành đỉnh lưu của CBiz, là sao nam có giá trị thương mại cao nhất hiện nay, nhưng có thể thấy Tiêu Chiến vẫn giữ được tính cách chân thành ban đầu của mình, một người luôn khiêm tốn và lịch sự. Netizen cũng hy vọng nam chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu có thể cải thiện được EQ của mình. Được biết, Trần Triết Viễn vừa hoàn thành xong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Triệu Lộ Tư. Bộ phim được kỳ vọng sẽ hot như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của Dương Dương và Trịnh Sản. Tối ngày 29 tháng 11 vừa qua, đêm hội Weibo 2022, hội nghị Tầm Nhìn Weibo 2022 đã chính thức được diễn ra với sự đổ bộ của dàn minh tinh nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư. Thời điểm ban tổ chức xác nhận dàn khách mời tham dự đêm hội, sự vắng mặt của Vương Nhất Bác đã khiến rất nhiều người hâm mộ hụt hẫng, đặc biệt là fan couple Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, bởi không thể được nhìn thấy cảnh hai người sóng vai nhau đi trên thảm đỏ. Có lẽ vì hiểu được nỗi buồn đó của fan, mà dù một người, Vương Nhất Bác, ở nhà, một người, Tiêu Chiến, mãi chạy sự kiện, nhưng vẫn không quên phát phúc lợi, bù đắp cho người hâm mộ. Dù chiếc hình này phải tinh mắt mới nhận ra, song vẫn đủ để fan couple vui vẻ cả ngày dài. Cụ thể, chẳng biết là vô tình trùng hợp hay cố ý, đúng vào thời điểm Tiêu Chiến lên sân khấu nhận giải thưởng của đêm hội Weibo, Vương Nhất Bác đã bất ngờ cập nhật video đu trend trên Douyin, thời gian không chệch một giây, khiến fan không tránh khỏi những suy nghĩ sâu xa. Chưa dừng tại đó, nhiều người còn phát hiện ra bộ trang phục mà Tiêu Chiến mặc trong lúc lên nhận giải cũng có liên quan không nhỏ tới Vương Nhất Bác. Niềm vui theo đó lại được nhân đôi. Có thể đối với những fan only hay người qua đường, những chiếc hình trên gần như chẳng nói lên được điều gì. Nhưng trong mắt fan couple, ngày ngày hóng, thuyền cập bến, thì dẫu chỉ là một chi tiết, suy đoán nhỏ cũng đủ để họ thỏa mãn, vui mừng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng có cơ hội hợp tác trong siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh 2019. Couple Bác Quân Nhất Tiêu cũng ra đời từ đó. Cho tới nay, dù đã qua một thời gian khá dài, nhưng đây vẫn là cặp đôi có lượng fan hùng hậu, đông đảo nhất CBiz.